Thưa quý vị, mỗi chiếc xe khi đưa ra thị trường đã được nhà sản xuất tính toán các thông số kỹ thuật, đạt quy chuẩn chất lượng, đảm bảo an toàn vận hành cho người điều khiển. Việc độ chế xe, thay đổi kiểu dáng, kết cấu sẽ ảnh hưởng đến chất lượng, độ an toàn của phương tiện. Tuy nhiên, bất chấp những quy định của pháp luật và khuyến cáo của nhà sản xuất, nhiều quái xế chọn cách này để thể hiện đẳng cấp, gây nguy hiểm cho bản thân và người tham gia giao thông. Đam mê tốc độ, muốn mình sở hữu một chiếc xe mang dấu ấn riêng, ngầu hơn, nổi bật hơn, nên việc độ xe ngày càng trở nên phổ biến ở giới trẻ. Dù thú chơi xe độ như thế này đang vi phạm các quy định về an toàn giao thông, thế nhưng tình trạng độ xe máy trái phép diễn ra phổ biến ở nhiều tỉnh thành và được chia sẻ công khai trên mạng xã hội. Những người đi đường cũng không ít lần khiếp sợ khi gặp cảnh vài nhóm thanh thiếu niên dàn hàng 2, hàng 3, nẹt bô ầm ĩ, rú ga, lạng lách. Có mấy em mà nhỏ nhỏ mà nó hay độ xe thì lâu lâu nó cũng chạy, người ta cũng sợ. Sợ lắm, rồi phải đứng lại chạy qua, nó kéo e, nó chạy luôn nhất cái xe mà, gần như xe đua đó. Mà phải thằng thấy đâu đi nhiều, gà cũng như thử xe vậy đó. 5 tuổi, dưới tuổi thanh niên à, té hoài vậy, nó bốc đầu rồi nó té ở đây, đưa bên này đường mà chạy qua bên kia đường. Thấy các cháu đi như thế thì gần như là chúng tôi là để xe và đứng gọn lên vỉa hè cho các cháu đi qua, chúng tôi tiếp tục công việc và làm tiếp. Rất là nguy hiểm. Thứ nhất là nó gây mất trật tự an toàn giao thông nè. Thứ hai là nó sẽ làm ảnh hưởng đến những cái người lưu thông trên đường. Qua bàn tay phù phép của những người thợ mà đa phần đều không có bằng cấp chuyên môn nào, những chiếc xe cọp, xe được độ công suất lớn, phục vụ cho những cuộc tỉ thí tốc độ trái phép, có thể đạt tới tốc độ chạy từ 160 đến 180 km một giờ. Chỉ cần nghe tiếng động cơ gầm rú của những chiếc xe này cũng đủ khiến người đi đường phải khiếp sợ, tìm cách né vào lề đường. Hiện nay, nhiều chiếc xe còn thay đổi kết cấu bên ngoài, tự ý gắn thêm đèn LED, đèn chớp, thay còi kích âm để tăng âm lượng, xuất hiện ngày càng nhiều, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Rõ ràng, những chiếc xe độ quá đà đang là mối hiểm họa tiềm ẩn, có thể gây ra nhiều nguy hiểm cho người đi đường, người lái, thậm chí còn vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ. Hành vi tụ tập thử xe vừa mất an toàn giao thông, thậm chí còn là một trong những tác nhân dẫn đến hiện tượng đua xe trái phép. Trong khi đó, nhiều lò độ xe vẫn đang ngang nhiên hoạt động dưới dạng tiệm sửa xe. Ngày 21 tháng 4, đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Bà Rịa đã tiến hành xử phạt nguội đối với nam thanh niên điều khiển xe gắn máy độ chế, nẹt bô, rú ga, bốc đầu trên đường Võ Thị Sáu, thành phố Bà Rịa, gây mất trật tự an toàn giao thông, gây bức xúc cho người dân. Tại cơ quan công an, nam thanh niên khai nhận mình là chủ tiệm sửa chữa xe máy trên đường Võ Thị Sáu, phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa. Trong quá trình sửa xe cho khách, đối tượng này có test xe trên đường, nẹt bô, rú ga, bốc đầu, không đội mũ bảo hiểm và quay lại đăng tải trên mạng xã hội TikTok để lấy uy tín cho tiệm sửa xe. Vào tháng 5 vừa qua, đội cảnh sát giao thông Công an huyện Long Điền phối hợp với Công an xã Phước Hưng tiến hành kiểm tra cơ sở thọ bô ở tổ 1 ấp Lò Vôi, xã Phước Hưng do ông Vũ Mạnh Hùng làm chủ. Đây là cơ sở chuyên mua bán sửa chữa các loại bô xe máy, đồng thời chế bô, độ bô xe máy nhằm mục đích là để thay đổi kết cấu của bô xe, làm cho tiếng nổ của xe to hơn. Tại thời điểm kiểm tra, ông Vũ Mạnh Hùng không cung cấp được cho lực lượng chức năng giấy phép đăng ký kinh doanh và các giấy tờ mua bán chứng minh nguồn gốc xuất xứ của các bô và ống bô xe máy có tại cơ sở. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ 14 ống cổ bô và 65 bô xe. Vừa qua, Công an đội cảnh sát giao thông Công an huyện Đất Đỏ phối hợp với Công an các xã thị trấn đã tuyên truyền vận động 47 chủ tiệm sửa xe, cửa hàng trên địa bàn ký cam kết không nâng độ xe gắn máy cho các quái xế. Bên cạnh đó, các chủ cơ sở cam kết nếu có thông tin phát hiện thanh thiếu niên tụ tập có dấu hiệu đua xe hoặc gây rối, sử dụng phương tiện độ chế sẽ cung cấp cho lực lượng cảnh sát giao thông. Tuy nhiên, việc giám sát các cơ sở thực hiện cam kết vẫn chưa chặt chẽ, trong khi các đối tượng thanh thiếu niên thì ngày càng có lắm chiêu trò để trốn tránh ngành chức năng. Để giải quyết vấn đề này, các trường học và chính quyền cơ sở cần vào cuộc phối hợp với lực lượng công an, rà soát các đối tượng, phát hiện và xử lý những phương tiện độ chế để giảm thiểu tai nạn giao thông.
Điều 30 Nghị định số 100 năm 2019 quy định như sau. Nếu chủ phương tiện tự ý thay đổi khung, máy, hình dạng, kích thước, đặc tính của xe so với kết cấu ban đầu thì sẽ bị xử phạt như sau. Đối với cá nhân là chủ xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô, phạt tiền từ 800.000 đồng đến 2 triệu đồng. Đối với tổ chức là chủ xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô, phạt tiền từ 1.600.000 đồng đến 4 triệu đồng.